Âm thanh Đức Hạnh và điện tử Quang Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Hôm nay ngày 29 tháng 4 năm 2018, cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh và điện tử Quang Ngọc về rất nhiều các sản phẩm như những cặp loa. Vâng, đây là một dòng loa Bose 301 Series 3. Vâng, toàn trùng series và cặp 10 cặp đẹp như cả 10. Vâng, hôm nay về rất nhiều các cặp loa Bose 301 Series 3. Vâng, tổng tất cả là điện tử Quang Ngọc và Âm thanh Đức Hạnh về 14 cặp loa Bose 301 Series 3. Vâng, hàng đang về. Vâng, hôm nay mới về được 5 cặp tại cửa hàng. Vâng, những cặp loa còn rất đẹp. Màu vàng hết nhé quý vị nhé. Vâng, do clip trước hơi dài nên tải lên rất lâu. Vâng, clip này là clip tiếp theo. Sản phẩm mới về ngày 29 tháng 4 năm 2018, những cặp Bose 301 Series 3 màu vàng đẹp siêu xuất sắc, trùng sơ di. Vâng, hôm nay về được 5 cặp nha. Tất cả có 14 cặp đang về. Vâng, tiếp theo là cặp loa Bose 601. Vâng, có một cặp duy nhất 601 nhé. 601 trơn nhé quý vị nhé. Vâng, những cặp Bose 601 trơn có giá dưới 20 triệu đồng. Zin 100%. Vâng, hôm nay về được một cặp quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Ưng cặp loa 601 đẹp nguyên zin thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng. Vâng, tiếp theo hôm nay lại về cửa hàng được 2 cặp loa 501 series 4. Có 2 cặp. Vâng, hàng liên tục về trong các ngày. Và những dòng Bose để cho quý vị và các bạn có thể ghép hát karaoke rất nhiều. HPM 100, 100W, 9500, 933. Vâng, hiện tại cửa hàng có 2 cặp 933 Puler S933, 2 cặp S9500. Vâng, rất nhiều hàng, hàng vé liên tục. Vâng, hai gian hàng chật kín loa nghe nhạc Diatone DS77Z. Đây, tiếp theo là cặp S9500, hai cặp nha. Hai cặp Diatone DS77Z. Bose 301 Series 3. Vâng, hết rất nhiều những cặp loa và những chiếc âm ly. Vâng, quay qua để cho quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc được biết. Tại cửa hàng có 2 cặp Cantari chéo và 2 cặp JBL L112 4312. Canchon monitor có một cặp trơn nhé. CSF 9000. Đấy, trung tâm cũng có 2 cặp. Rất nhiều. Rất nhiều hàng. Vâng, trung tâm Âm thanh Đức Hạnh và điện tử Quang Ngọc 10 mét mặt chật kín hàng luôn. Quý vị và các bạn trên mọi miền thích những sản phẩm bên cửa hàng
âm thanh Đức Hạnh và điện tử Quang Ngọc thì xin hãy liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Vâng, và số điện tử Quang Ngọc là 0984 382 283 và 0987 201088. Vâng, điện tử Quang Ngọc và âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.